Chào mọi người, mình là Phạm Văn Cường, học viên lớp web Frontend 19 tại Techmaster. Sau một thời gian học khóa web Frontend thì mình có làm đồ án web tĩnh. Và đề tài đồ án của mình đó là trang web bán hàng thời trang Lam. Sau đây mình sẽ trình bày sản phẩm của mình. Ở đây sẽ là giao diện trang chủ, có thanh header trên cùng chứa logo của website, cũng như là các đường link liên kết đến các trang khuyến mãi, các trang sản phẩm như áo, vest, sơ mi và tin tức cửa hàng, và có nút tìm kiếm giúp tìm kiếm các sản phẩm, cũng như là các icon liên kết đến trang giỏ hàng, trang đăng ký đăng nhập. Bên dưới là phần slider hiển thị các hình ảnh liên quan đến sản phẩm chủ đạo của website. Tiếp đến sẽ là phần banner hiển thị ra hình ảnh quảng cáo khuyến mãi của website và có bộ đếm hiển thị thời gian khuyến mãi. Bên dưới sẽ là phần danh sách các sản phẩm của trang web hiện bán. Mình có thể click vào nút xem thêm để chuyển đến trang danh sách này. Bên dưới sẽ phần sản phẩm nổi bật. Ở phần này mình sẽ chia làm 3 loại sản phẩm khác nhau như là bộ vé mới, sản phẩm bán chạy, khuyến mãi. Mình chia làm 3 tab có thể di chuyển để xem. Ở đây mình sẽ hiển thị thông tin sản phẩm qua hình ảnh, tên, giá cả. Mình có thể click vào để xem chi tiết sản phẩm. Tiếp đến sẽ là phần thiết kế riêng. Ở phần này thì sẽ cung cấp cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn về các sản phẩm như áo sơ mi, bộ suit. Ở đây thì mình sẽ click vào nút bắt đầu để chuyển đến trang tùy chỉnh. Tiếp đến sẽ là phần người nổi tiếng và tin tức thời trang. Ở hai phần này thì sẽ hiển thị ra thông tin thời trang của người nổi tiếng cũng như là các tin tức thời trang nổi bật. Tiếp đến sẽ là phần hệ thống cửa hàng. Mình có thể click vào nút này để chuyển đến trang cửa hàng. Cuối cùng là thanh footer. Ở đây sẽ hiển thị ra thông tin liên hệ với trang web, cũng như là chính sách hỗ trợ khách hàng và kết nối với trang web qua mạng xã hội và nhận thông tin qua email. Mình có thể click vào nút back to top để trở về đầu trang. Tiếp đến thì sẽ là chi tiết các trang. Đầu tiên mình sẽ vào trang đăng ký đăng nhập. Ở trang đăng nhập này thì nếu mà mình đã có tài khoản mật khẩu thì mình sẽ nhập vào. Nếu chưa có thì mình sẽ chuyển sang trang đăng ký và nhập thông tin yêu cầu. Ở cả hai trang đăng ký và đăng nhập thì mình đã thực hiện validate yêu cầu người dùng nhập chính xác thông tin. Ở đây mình đã có tài khoản, mình sẽ thực hiện đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công thì mình sẽ có thêm phần thông tin tài khoản cá nhân cũng như là phần đăng xuất. Được, mình sẽ vào phần tài khoản. Ở phần này sẽ hiện thông tin tài khoản của mình như là tên đăng nhập, email, số điện thoại, giới tính. Ở đây mình có thể chỉnh sửa cũng như là thay đổi. Và mình có thể thay đổi ảnh đại diện cá nhân. Sau khi thực hiện thay đổi xong thì mình sẽ ấn nút lưu để lưu thay đổi. Tiếp đến thì sẽ là phần trang danh sách sản phẩm. Thì dựa vào các sản phẩm khác nhau thì mình sẽ chia làm các trang danh sách sản phẩm khác nhau. Thì có các trang danh sách sản phẩm như sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm áo vest lam, áo sơ mi lam, quần Âu, các sản phẩm khác. Thì đầu tiên mình sẽ vào trang sản phẩm khuyến mãi. Thì ở các trang danh sách sản phẩm cũng như trang sản phẩm khuyến mãi thì sẽ có thanh điều hướng và các bộ lọc, cũng như là tùy chọn sắp xếp giá cả theo giá cả. Ở trang này thì mình sẽ chia các sản phẩm ra thành 3 hàng và 4 cột với 12 sản phẩm. Nếu có nhiều hơn 12 sản phẩm thì mình sẽ phân làm các trang khác nhau. Ở đây mình phân làm hai trang thì mình có thể chuyển sang các trang khác, trang thứ hai. Mình có thể sử dụng bộ lọc để lọc các sản phẩm theo khoảng giá.
nhưng nhỏ hơn 500.000, 500.000 1 triệu. Hoặc là sắp xếp theo giá từ thấp đến cao. Tiếp đến thì mình có thể click vào bất kỳ sản phẩm nào để chuyển đến chi tiết của sản phẩm. Ở trang chi tiết sản phẩm thì sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Mình có thể click để xem các hình ảnh sản phẩm. Bên này sẽ hiển thị tên sản phẩm cũng như là giá cả. Mình có thể lựa chọn size cũng như là số lượng muốn mua. Bên dưới sẽ là nút thêm vào giỏ hàng và mua ngay. Phía dưới sẽ là phần thông số của sản phẩm, giúp mình có thể lựa chọn các kích thước của sản phẩm cũng như là một bên cạnh là thông tin bảo hành. Cuối cùng là phần sản phẩm tương tự, sẽ hiển thị ra những sản phẩm giống với sản phẩm mình đang xem, giúp người dùng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm tương tự. Ở đây mình có thể click vào bất kỳ sản phẩm nào để chuyển đến trang chi tiết. Nếu mà mình muốn mua sản phẩm ngay thì mình có thể click vào nút mua ngay, hoặc là chưa muốn mua ngay thì mình có thể click vào nút thêm vào giỏ hàng. Sau khi click vào nút thêm vào giỏ hàng thì sẽ hiện ra model giỏ hàng. Ở đây mình có thể thay đổi số lượng cũng như là xóa sản phẩm không cần thiết. Mình có thể vào trang giỏ hàng qua icon giỏ hàng ở trên thanh header. Ở trang giỏ hàng này mình cũng có thể thực hiện thay đổi tương tự. Sau khi đã thực hiện thay đổi, mình có thể cập nhật vào giỏ hàng. Khi muốn mua sản phẩm thì mình sẽ ấn vào nút tiến hành thanh toán. Thì ở trang thanh toán này thì mình sẽ nhập thông tin tên cũng như là địa chỉ. Ở đây tên và email cũng như là số điện thoại thì mình đã thực hiện lưu ở bước thông tin tài khoản cá nhân. Mình có thể nhập mã giảm giá. Khi nhập đầy đủ thông tin thì mình sẽ chuyển sang phương thức thanh toán. Ở đây sẽ cung cấp các phương thức thanh toán khác nhau, như là thanh toán khi giao hàng và chuyển khoản qua thẻ ngân hàng cũng như là qua các ví. Thì ở đây mình lựa chọn thanh toán khi giao hàng và click vào nút đặt hàng để chuyển. Khi click vào nút đặt hàng thì sẽ hiện ra model đặt hàng thành công và hiển thị các thông tin của đơn hàng. Mình sẽ ấn vào nút tiếp tục mua hàng để chuyển về trang chủ. Mình có thể tìm kiếm sản phẩm qua thanh tìm kiếm. Ở đây mình sẽ cung cấp tìm kiếm qua tên của sản phẩm. Nếu có kết quả tìm kiếm thì sẽ hiển thị ra các sản phẩm tương ứng. Tiếp đến là phần trang thiết kế riêng. Ở đây sẽ có hai trang thiết kế riêng, thì mình sẽ demo trang áo sơ mi riêng. Ở trang này thì mình có thể lựa chọn được loại vải cũng như là các kích thước của áo và ống tay và lựa chọn size. Mình có thể xem hình ảnh sản phẩm bên cạnh. Sau khi đã lựa chọn xong thì mình có thể click vào nút mua ngay để mua sản phẩm. Ở giao diện trang này thì cũng tương tự như trang vừa nãy. Mình sẽ có một trang tin tức để xem các tin tức của trang web. Ở phần trang này thì một bên thì mình sẽ hiển thị các sản phẩm bán chạy. Mình có thể click vào đây để chuyển đến trang danh sách sản phẩm. Một bên thì mình sẽ hiển thị tin tức thời trang. Tiếp đến sẽ là phần trang cửa hàng. Ở trang này sẽ hiển thị ra hệ thống cửa hàng, địa chỉ qua map.
Trang web của mình có thiết kế để hiển thị trên các màn hình khác nhau. Khi ở những màn hình nhỏ hơn thì mình sẽ hiển thị thêm thanh menu bar. Ở đây mình cũng có thể lựa chọn như là thanh menu chính. Trên đây là toàn bộ trang web của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.